chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Một số địa điểm du xuân tuyệt đẹp tại miền Bắc trong những ngày đầu năm mới. Về nơi đầu làng Tể Tướng, cuối làng Trạng Nguyên. Hà Nội, cảnh sát khu vực ứng dụng công nghệ kết nối với người dân. Thưa quý vị và các bạn, khác với trước kia, ngày Tết không chỉ là ngày sum họp gia đình mà còn là thời điểm nhiều người chọn để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận rộn và tất bật. Những chuyến đi ngắn ngày du xuân cùng với gia đình chắc chắn là điều ai cũng nghĩ đến khi chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm. Nổi tiếng với hàng loạt lễ hội đầu năm cùng với phong cảnh nên thơ trữ tình, bốn địa điểm sau đây mà chúng tôi giới thiệu có thể sẽ là nơi lý tưởng du xuân cho các gia đình tại miền Bắc. Chùa Hương hay Chùa Hương Sơn là một trong những địa điểm du xuân nổi tiếng nhất miền Bắc. Nơi đây chính là sự kết hợp của tâm linh và phong cảnh. Những chuyến di chuyển bằng đò trên suối Yến cùng vẻ đẹp bậc nhất của động Hương Tích là điểm hấp dẫn với du khách. Cùng với Chùa Hương, Chùa Yên Tử là một trong hai địa điểm tâm linh được nhiều người hành hương về du xuân nhiều nhất miền Bắc. Chùa Yên Tử được coi là đất tổ Phật giáo Việt Nam, nổi tiếng với chùa Đồng nằm trên đỉnh núi cao hơn 1.000m. Hang Múa là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và hot nhất Ninh Bình những năm gần đây. Nhiều người còn ví đây là địa điểm sống ảo đẹp nhất Ninh Bình với khung cảnh hùng vĩ, bao quát nhiều địa điểm đẹp của vùng đất cố đô. Hang Múa được mệnh danh là vạn lý trường thành của Việt Nam khi hội tụ cả vẻ đẹp thiên nhiên và tâm linh với 486 bậc đá ngắm trọn vẹn phong cảnh Tam Cốc. Cùng với Hang Múa, Tràng An cũng là một trong những địa điểm du lịch nên đi dịp Tết Nguyên đán ở Ninh Bình. Từ những dãy núi uốn lượn hùng vĩ, bao quanh là dòng nước trong vắt, ngồi trên thuyền mộc, bạn sẽ được khám phá các hang động kỳ bí đến những cánh đồng lúa bên suối đẹp bình dị. Sau khi du ngoạn phong cảnh thiên nhiên ở Tràng An, thì quý vị và các bạn có thể tới thăm khu du lịch văn hóa Chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á. Là một trong những địa điểm du xuân mới, quần thể khu du lịch Tam Trúc được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn. Đặc biệt nơi đây còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên, sơn thủy hữu tình, đẹp như cõi mộc. Từ trên cao nhìn xuống, Tam Trúc như một bức tranh thủy mặc khổng lồ với những đường nét hoàn toàn tự nhiên do tạo hóa sắp đặt. Tam Trúc còn được đánh giá là vùng đất địa linh bởi ở thế lưng tựa vào núi, mặt nhìn ra hồ. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, du lịch có thể giúp chúng ta xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người. Trên khắp thế giới, du lịch mang lại nguồn việc làm hàng đầu, cung cấp nhiều triệu việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển ở địa phương và các quốc gia. Hiện Việt Nam có khoảng 1,3 triệu lao động phục vụ trong ngành du lịch, chiếm 2,5% tổng số lao động của cả nước. Việc làm trong ngành du lịch đem đến cho phụ nữ, thanh niên và cả các cá nhân ở nông thôn cơ hội hỗ trợ bản thân, gia đình, hòa nhập sâu rộng hơn vào xã hội. Bà Xỉu đã làm nghề lái đò tại khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình 10 năm nay. Cũng như những người lái đò khác, để làm nghề này, bà đã được Ban Quản lý Danh Thắng đào tạo để có 3 chứng chỉ là nghiệp vụ chở đò, cứu hộ cứu nạn và tập huấn học tiếng Anh giao tiếp với du khách. Công việc này đã giúp bà có mức thu nhập trung bình 4 triệu đồng trên một tháng. Trong khi đi chở đò thì chúng tôi cũng tự hào quê hương của chúng tôi giới thiệu cho khách những phong cảnh đẹp của mình, truyền thống cha ông. Từ khi du lịch phát triển ở địa phương này, hàng nghìn lao động đã có công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Ngoài lao động phổ thông, nhiều thanh niên trong tỉnh đã học tập trong lĩnh vực du lịch và trở về gắn bó với quê hương. Thì bản thân mỗi một người làm hướng dẫn tại khu du lịch sinh thái Tràng An, mọi người vẫn đang cố gắng nỗ lực phải nâng cao cái trình độ và cập nhật cái thông tin tiếp theo nữa để mong muốn rằng là mình sẽ giới thiệu cái hình ảnh của quê hương mình đến với du khách nhiều hơn và để lại ấn tượng của mảnh đất Tràng An với du khách nhiều hơn nữa. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, du lịch đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân bản địa. Từ việc gìn giữ những nét văn hóa riêng của các dân tộc, những năm qua, các tỉnh vùng cao Đông Bắc và Tây Bắc đã thực hiện nhiều giải pháp để phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho bà con dân tộc. Tỉnh Hà Giang đã ban hành
cái nghị quyết về cái chính sách cho phát triển du lịch bền vững. Trên cơ sở cái nghị quyết đó thì tỉnh Hà Giang đã giúp cho các cái hộ dân rồi là các cái hộ nghèo được tiếp cận, đặc biệt là thông qua cái phát triển du lịch để có cái thêm thu nhập. Khai thác yếu tố văn hóa địa phương trở thành thế mạnh độc đáo của từng vùng miền. Thế và trong cái chiến lược phát triển này đề cao vai trò của người dân, khai thác cái yếu tố văn hóa của địa phương mình trở thành một cái nét đặc sắc riêng có, trở thành cái sự khác biệt để phát triển du lịch. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, mỗi năm toàn ngành cần khoảng 40.000 lao động. Đến năm 2020, cả nước cần trên 2 triệu lao động trực tiếp làm việc trong các cơ sở dịch vụ du lịch. Đó là chưa kể đến số lượng lớn lao động cung cấp cho loại hình dịch vụ du lịch tàu biển. Với sự tăng trưởng lượng khách trong nước và quốc tế liên tục, ngành du lịch Việt Nam đang thực hiện trách nhiệm xã hội toàn cầu, xây dựng một tương lai tươi sáng và bình đẳng cho tất cả, theo kêu gọi của Tổ chức Du lịch Thế giới. Đầu làng tể tướng, cuối làng Trạng Nguyên. Câu ca đó nói về quê hương của hai danh nhân, một người là ông Trạng khai khoa không chỉ cho Hưng Yên mà cho cả xứ Đông xưa, Trạng Nguyên, Đỗ Thế Tiên. Một người là tể tướng, nhà sử học xuất sắc thế kỷ thứ 17, tể tướng Phạm Công Trứ. Nơi đó là làng Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Làng trước đây có tên gọi là Liêu Xuyên. Vào năm 1185, làng Liêu Xuyên xuất hiện ông Trạng Đỗ Thế Diên. Từ cậu bé quét lá đa, con nhà nông dân nghèo khó, nổi tiếng thông minh, học một biết mười, ông giành bảng vàng và là người khai khoa cho nền khoa cử Hưng Yên nói riêng và cả xứ Đông xưa được nhà vua tặng danh hiệu Đông Hải Văn Khôi. Phạm Công Trứ sinh năm 1599, vào thời Lê Trung Hưng, trong một gia đình nho nghèo. Thuở thiếu thời, Phạm Công Trứ nổi tiếng là cậu bé thông minh, đĩnh ngộ, giỏi thơ văn. Năm 29 tuổi, ông đỗ tiến sĩ và được bổ làm Hàn Lâm Viện Hiệu Thảo. Từ đấy, với tài năng của mình, ông trở thành vị quan giữ vị trí trọng yếu của triều đình nhà Lê suốt 40 năm, được vua phong 4 chữ, Trung Hưng Hiền Tướng. Không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt, vào thời Minh Mạng thứ hai, làng còn được nhà vua phong 4 chữ vàng, Mỹ Tục Khả Phong, để lưu danh ngôi làng có nhiều nếp sống đẹp. Vì vậy, làng Liêu Xuyên còn được mang tên Thanh Xá với ý nghĩa là làng Thanh Bạch. Để thế hệ mai sau tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân Thanh Xá đã có nhiều cách làm hay. Ngày giỗ của cụ là ngày 28 tháng 8. Thế cụ còn Đỗ Thế Diên thì là coi như vào đầu năm. Thế thì nhân dân đều tổ chức rất là long trọng. Và hàng năm ấy thì là chúng tôi đều nói chuyện với các cháu thiếu nhi về cái công lao to lớn của hai cụ, đầu làng Thái Tể, cuối làng Trạng Nguyên, để các cháu truyền cho các cháu một cái sức mạnh tinh thần. Cho nên là làng Thanh Xá chúng tôi, các cháu đỗ đại học có quá những năm tới trên 30 cháu. Chúng tôi cũng đã dịch ra các cái bia của cụ Phạm Công Trứ để lưu giữ lại và để cho nhân dân biết được cái công lao to lớn của cụ. Và cũng đấy là một cái niềm vinh dự để cho dân làng, để nói các cháu thế hệ trẻ nói theo. Thông qua những buổi trò chuyện, những lễ hội được lưu giữ, những cuốn sách được nhân dân dịch lại đã giúp cho thế hệ trẻ Liêu Xá thêm yêu mến, tự hào về quê hương mình. Hàng năm là các cụ trong làng đã tổ chức các buổi nói chuyện về Trạng Nguyên, Đỗ Thế Diên và Tể tướng Phạm Công Trứ. Con rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở đây. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau trở thành một bác sĩ giỏi để về quê hương mình, làm cho quê hương giàu đẹp lên. Làng cổ Liêu Xuyên Thanh Xá hôm nay dường như vẫn vang vọng âm hưởng của lịch sử. Với bề dày truyền thống văn hóa của ông cha để lại, người dân vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử trên mảnh đất quê hương. Sở là một trong những cây trồng truyền thống của người dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Cây sở không chỉ cho hạt để ép tàu mang lại giá trị kinh tế cao, mà mỗi khi mùa hoa sở về còn thu hút đông đảo du khách đến với vùng đất này. Chính quyền và người dân ở đây vẫn tích cực triển khai dự án khôi phục, mở rộng diện tích trồng cây sở. Nhận thấy giá trị kinh tế của cây sở,
Từ năm 2014, huyện Bình Liêu triển khai dự án khôi phục phát triển cây sở, tập trung ở các xã Đồng Tâm, Lục Hồn, Vô Ngại và Hoành Mô. Ngoài 90 hectare sở hiện có, đến thời điểm này địa phương đã trồng mới được gần 400 hectare, đưa tổng diện tích sở lên gần 500 hectare. Trong đó, trên 130 hectare đang cho thu hoạch, sản lượng khoảng 150 tấn hạt một năm. Theo các nghiên cứu khoa học, dầu sở Bình Liêu chứa hàm lượng omega 3, 6, 9 tương đương với dầu ô liu. Hạt sở còn là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp và y dược. Không chỉ đem lại giá trị cao về kinh tế, từ năm 2015, huyện Bình Liêu đã khai thác vẻ đẹp tự nhiên của hoa sở để tổ chức lễ hội hoa sở thường niên. Đây cũng là sản phẩm du lịch của địa phương. Huyện Bình Liêu vẫn đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng sở, hướng tới nâng cao thu nhập cho người dân từ loại cây tiềm năng này. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Chính phủ 3 phương án nâng cấp cải tạo sân bay Nội Bài thành phố Hà Nội và Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 3 phương án sẽ sử dụng vốn đầu tư công, sử dụng nguồn vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hoặc sử dụng chênh lệch nguồn thu chi từ khai thác tài sản khu bay do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tạm quản lý. Trong số vốn cần để đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng 2 sân bay là 4.152 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, với tiêu chí ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh để tăng tương tác giữa cảnh sát khu vực với người dân. Từ tháng 3 năm 2019, Công an quận Long Biên đã thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh để tăng khả năng tương tác giữa cảnh sát khu vực với người dân. Từ khi triển khai, bên cạnh việc bám nắm địa bàn thông thường, cảnh sát khu vực có thêm một kênh tiếp nhận thông tin mới, tăng khả năng tương tác với từng công dân hoặc từng nhóm công dân trên địa bàn mình quản lý. Thì sử dụng công nghệ vào việc nắm tình hình thì đầu tiên là thu hút được người dân cung cấp cho mình thông tin, ví dụ như là thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính, thông tin về các đối tượng, các tình hình dân cư, về nhân khẩu, hộ khẩu, về kinh doanh, các ngành nghề, các điều kiện thì đã được nhân dân cung cấp đầy đủ. Chúng tôi thấy là hiện nay thì chúng tôi cũng thấy là chúng tôi gần với người dân hơn, xây dựng được cái hình ảnh là gần gũi với người dân hơn nữa. Thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, cảnh sát khu vực sẽ tạo lập các nhóm như nhóm cấp ủy, chi bộ, tổ liên gia, nhóm cơ quan doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhóm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhóm các chủ nhà trọ, nhà cho thuê, nhóm người dân trong tổ dân phố để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định mới. Cùng với đó, tiếp nhận phản ánh tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn từ người dân hoặc hướng dẫn các thủ tục hành chính do công an quản lý. Tôi cũng phải nói rằng như vậy là nó rất tiện lợi và nó cũng rất thông minh, kết hợp với sự nhanh gọn. Tôi nói ví dụ như vậy là qua những đợt mưa bão và những đợt như vậy là trong khu vực dân cư nó có những cái khó khăn, thì sau khi kết hợp vào cái nhóm công tác rồi tạo thành cái cán bộ cơ sở theo trên cái điện thoại Zalo. Các thông tin về tố giác tội phạm thì còn được hạn chế, tại vì nhân dân người ta vẫn ngại là cái việc mà không chia sẻ các thông tin tội phạm trên đấy là người ta sợ bị trả thù, rồi bị nhân dân đấy người ta kỳ thị. Thì đa số những cái việc mà liên quan đến tội phạm trực tiếp thì nhân dân là trực tiếp báo cho chỉ huy công an phường hoặc là cảnh sát khu vực để nó được giữ bí mật hơn. Thông qua các ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh, lực lượng cảnh sát khu vực tại địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đã bám sâu, bám sát địa bàn hơn, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, tiết kiệm thời gian, công sức nhưng lại tăng tính hiệu quả, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.